Hi, xin chào các bạn. Nên đây là lần đầu tiên các bạn xem clip của mình, thì mình là Duy, chuyên nhân viên chăm bán hàng tại Mẹ Sẽ Đếp bên Phú Mỹ Hưng. Thì hôm nay mình đi vui lắm. Ok, thì vừa rồi là My đã giới thiệu cho Duy rồi ha. Giống như mọi khi hay Duy hay giới thiệu là Duy là trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì phía sau lưng của Duy đây là chiếc xe màu trắng các bạn, đó là chiếc xe A35 AMG. Thì bây giờ Duy sẽ đến gần hơn chiếc xe A35 AMG và Duy sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem, cũng như là chiếc xe này Duy biết những cái gì thì Duy sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Ok. Và đây các bạn, đây là chiếc xe Mercedes-Benz A35 AMG. Thì cái chiếc xe này các bạn, khi mà nhìn từ bên hông như thế này nè, mình cảm giác là một điều là cái chiếc xe nó rất là gọn luôn. Rất là gọn, rất là dễ thương và xinh xắn nữa, đặc biệt là với cái nước sơn màu trắng nữa. Đó, và cái mâm xe là màu đen nè, để nổi cái mặt nhôm bên ngoài. Thì đây là cái thiết kế đặc trưng của AMG rồi. Đó, khi mà nhìn từ xa như thế này, thì nhìn bên hông như thế này, thì mình càng thấy thêm là cái chiếc xe nó cực kỳ đẹp. Đó, và bây giờ Duy sẽ đi về cái phần đầu xe nữa nha. Đây là phần đầu xe của chiếc xe Mercedes-Benz A35 AMG. Thì khi mà đứng trước cái phần đầu xe như thế này các bạn, là mình thấy cái chiếc xe cực kỳ dễ thương luôn. À, cực kỳ dễ thương, mình dùng là cái từ là dễ thương đó, bởi vì là cái thiết kế của chiếc xe nó rất là kiểu giống như là bo tròn nè, rồi những cái đường nét nó cực kỳ mềm mại luôn, và với cái nước sơn màu trắng nữa đó. Thì Duy nghĩ là với cái thiết kế của chiếc xe A35 AMG thế hệ mới này thì nó sẽ cực kỳ phù hợp luôn, rất là phù hợp với những cái người trẻ, những cái anh chị khách hàng mà trẻ đam mê cái phong cách lái thể thao, đam mê cái thiết kế thời trang và cá tính. Thì đây có thể là một cái chiếc xe mà Duy nghĩ là khi mà các anh chị và các bạn mà nhìn từ bên ngoài á, thì bảo đảm luôn, cực kỳ thích, cực kỳ ấn tượng luôn ha. Đó, và cái lưới tản nhiệt đã Duy tới gần hơn. Thì đây là cái lưới tản nhiệt đặc trưng của cái chiếc xe AMG. Thì đó là lưới tản nhiệt là hai nan ha, mình gọi là một nan kép đi, với logo to ở giữa đó. Và cái thiết kế mà cái lưới tản nhiệt dạng tổ ong ha, thì cái này nó không phải là viên kim cương. Nếu mà Duy nghĩ là đây là thiết kế mà dạng lưới tản nhiệt kim cương đó, thì nó còn đẹp hơn rất là nhiều. À, và đối với cái chiếc xe A35 AMG này á, thì đây là một cái chiếc xe được thừa hưởng từ AMG, cho nên là các bạn sẽ thấy là cái phần cản dưới của chiếc xe nè, đó, cản dưới nè, nó cực kỳ thể thao luôn. Và ở đây nè, các bạn sẽ thấy nhìn xuyên qua luôn đó. Đó, các bạn nhìn thấy không? Chỗ hốc gió này nó sẽ xuyên qua luôn, để mà khi mà chúng ta chạy ở tốc độ cao, gió nó sẽ luồn qua đó, tăng thêm cái tính khí động học cho chiếc xe. Ở đây có một cái logo A3, ở đây có một cái logo là AMG nè các bạn. À, rất là đẹp ha. Với logo là dạng 3D luôn. Đó, về đèn pha thì các bạn sẽ thấy nè, cái đèn pha này là đèn pha LED High Performance, có nghĩa đây là cái đèn pha LED thôi chứ không phải là đèn pha thông minh. Thì thật ra cái đèn LED High Performance hay là cái đèn LED thông minh đó, thì Duy nghĩ là cái đèn LED thông minh nó chỉ phát huy trong trường hợp là khi mà xe của chúng ta di chuyển trên những cái đoạn đường mà không có bóng đèn đường. Nhưng mà các bạn biết rồi, thì xe chúng ta di chuyển đa phần ở thành phố là nhiều, hoặc là đa phần những cái đoạn đường của chúng ta bây giờ cũng là những cái đoạn đường mà đều có bóng đèn đường hết rồi ha. Thì cái việc mà sở hữu cái đèn pha multi-beam LED trên chiếc xe này thì Duy nghĩ nó cũng không phải là một cái vấn đề đó. Và cái capo nè các bạn, cái capo của chiếc xe A35 AMG này, khi mà chúng ta đóng xuống á, thì chúng ta nó sẽ thấy là cái phần này, cái phần này nó rất là rộng luôn ha. Có nghĩa là cái capo của chúng ta nó sẽ nằm ở chỗ này thôi đó. Mình chúng ta nhìn vào cái thiết kế capo này, về phần đầu xe này, thì chúng ta sẽ thấy là cái A35 thì đúng chất là một chiếc xe thể thao luôn ha, rất là đẹp luôn các bạn đó. Ok, bây giờ Duy sẽ di chuyển sang bên hông một chút xíu để mà chúng ta sẽ xem cái bộ mâm ha. Đó, đây là cái bộ mâm AMG của chiếc xe A35 đây. Đây là cái lớp xe là Pirelli, đây là một cái lớp xe mà đến từ nước Ý, cũng như là đây là một cái thương hiệu lớp xe rất là nổi tiếng luôn. Đó, và cái mâm xe này là cái mâm để Duy xem nha, mâm R19 luôn các bạn. Các bạn sẽ thấy là cái bộ mâm, mặc dù cái bánh xe của chúng ta nó không phải là to lắm đâu đó, nhưng mà sử dụng cái bộ mâm R19, cho nên là cái phần lớp xe này nó rất là mỏng luôn, các bạn thấy không? Rất là mỏng luôn nè.
đúng chất là một chiếc xe thể thao luôn á, đúng chất một chiếc xe thể thao thực thụ luôn. Cho nên là với cái bộ mâm to và bộ lớp vỏ mỏng như thế này thì thực ra là khi mà các bạn đi, các bạn nên sẽ cẩn thận hơn. Chúng ta đừng nên quá là coi như là chạy, nhiều khi chúng ta chạy sướng quá, như chúng ta bang vào những cái ổ gà nhỏ thì nó cũng sẽ rất ảnh hưởng đến bộ mâm của chúng ta, cũng như là cái lớp xe của chúng ta nó sẽ tuổi thọ nó sẽ cũng sẽ không có bền lắm ha. Thì nếu mà các bạn mà đã đi những cái dòng xe thể thao rồi thì Duy nghĩ là các bạn sẽ biết cách mà để chúng ta sử dụng vận hành cái chiếc xe này làm sao mà cho cái bộ bánh xe cũng như là cái bộ vỏ xe nó hiệu quả cũng như là bền nhất có thể ha. À, và một cái điều nữa các bạn, vì đây là cái chiếc xe AMG cho nên là cái cụm phanh của chúng ta thấy nè, nó rất là to luôn. Nó có thể nói là to gấp đôi so với lại cái cụm phanh của những cái chiếc xe Mercedes-Benz thông thường. Và đặc biệt các bạn, là đối với cái cụm phanh của chiếc xe A35 AMG này thì nó sẽ đặt về phía trước nè các bạn. Thông thường á, thì chúng ta sẽ thấy là cái cụm phanh này nó thường đặt ở vị trí này ha, nhưng mà đối với cái A35 AMG này thì cụm phanh nó đặt phía trước luôn, và với cái má phanh rất là to nữa đó. Thì với những dòng xe AMG, những cái dòng xe phanh mà hiệu suất cao thì thông thường là cái bộ coi như là má phanh nó sẽ được đặt về phía trước nè, để cái hiệu quả phanh nó sẽ tốt hơn. À, đó là một điều rất là đặc biệt lên chiếc xe A35 AMG này. Và ở đây là các bạn có một cái logo là Turbo 4MATIC. Thì với động cơ là turbo là chắc chắn là một điều rồi. Và đối với chiếc xe A35 AMG này sẽ sử dụng cái hệ thống vận động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC. À, đây là một cái điểm cũng rất là đặc biệt luôn. Bởi vì là với cái những chiếc xe thể thao như thế này mà sử dụng hệ thống vận động 4 bánh toàn thời gian á, thì nó sẽ cho chúng ta cái cảm giác lái thích hơn, cũng như là sự bám đường, cũng như là an toàn hơn trên chiếc xe A35 AMG này. Vì đây là một chiếc xe thể thao cho nên là khi mà các bạn nhìn từ bên hông á, các bạn sẽ thấy là cái gương chiếu hậu này nó được thiết kế là bắt vào cái cửa nè. Các bạn thấy không? Được bắt vào cái cửa nè, nó rất là đẹp và cực kỳ dễ thương luôn. Thay vì là đối với những cái dòng xe mà sedan thông thường thì cái gương chiếu hậu thường chúng ta sẽ bắt lên chỗ này. Đó, bắt lên chỗ cái góc này. À, giống như là chiếc xe E180 ở đây nè các bạn thấy không? Đó, cái cầm gương nó sẽ bắt ở đây, nhưng với cái A35 thì nó sẽ được bắt trên cái cửa luôn. Thì nhìn nó sẽ thời trang hơn rất là nhiều ha, rất là đẹp luôn. Đó, và bây giờ Duy sẽ tiến về phía sau để xem cái lớp xe này ở phía sau nó có khác so với cái lớp trước không nha. Ở đây là sử dụng cái lớp là 235/35R19. Đó, còn cái lớp trước nè, Duy hồi nãy quên xem 235 luôn các bạn. Có nghĩa là lớp trước và lớp sau của chiếc xe A35 AMG này nó sẽ cùng kích thước với nhau. À, nó về phần bánh sau thì chúng ta sẽ không có gì để nói. À, một điều nữa các bạn, các bạn thấy tại sao là ở bánh sau thông thường là cái má phanh nó sẽ nhỏ hơn bánh trước? Tại vì khi mà chúng ta chạy tốc độ cao hay gì đó thì cái trọng tâm của chiếc xe thường nó dồn về phía trước khi chúng ta thắng á, cho nên là đòi hỏi là cái đĩa phanh ở phía trước cũng to hơn, cũng như là cái má phanh ở phía trước cũng to hơn so với lại cái phanh ở bánh sau. Ok. Cái đuôi xe của A35 AMG này thì các bạn thấy nè, rất là đẹp luôn các bạn, cực kỳ dễ thương luôn, đúng không? Đúng chất là một chiếc xe thể thao dành cho giới trẻ luôn. Đó, bô thì chúng ta là bô kép hai bên nè, được thiết kế đúng chất nhìn cho xe thể thao luôn. Và bô của mình là dạng bô tròn các bạn nha. À, đây, Duy sẽ tiến gần hơn cho các bạn xem. Bô tròn nè. Và ở phía sau này, ngay chỗ này, chúng ta sẽ thấy nó có một cái phết tán gió nè. Thì hầu như tất cả những cái dòng xe thể thao nói chung thì cái khu vực đó thì thông thường là đều có cái thiết kế phết tán gió để tăng khí đồng học cho chiếc xe. À, và một cái điều nữa là chiếc A35 AMG này nó làm cho chúng ta thấy được cái tính thể thao của nó nhiều hơn nữa. Là ngay trên capo phía sau, các bạn sẽ thấy là có một cái spoiler, một cái gọi là đuôi cá ha, mình gọi là đuôi cá đi. À, đuôi cá ở đây rất là đẹp luôn. Thì ngoài cái thiết kế là khí đồng học thì cái chiếc xe A35 AMG nó càng đẹp hơn khi chúng ta có cái spoiler ở phía sau. À, còn cái đèn pha thì được thiết kế như thế này. À, các bạn thấy không, cái đèn pha này thì nó giống cái đèn pha của chiếc xe gì các bạn? Nó giống cái đèn pha của A35 AMG đúng không? Chắc chắn một điều các bạn,
chiếc xe A35 AMG này dành cho những khách hàng trẻ tuổi thì về cái mặt mà công nghệ thì chắc chắn một điều luôn, thì cái chiếc xe này, cái nội thất này sẽ làm sao mà thật sự công nghệ nhất. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy là đây là cái phần màn hình của chiếc xe này. Đó, khi mà cái màn hình của cái xe này chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta đã thấy nó là công nghệ như thế nào rồi ha. Đó, đây là cái màn hình dài luôn. Thì sorry các bạn, bởi vì là Di không có cái chìa khóa của chiếc xe ở đây. À, tại vì cái chìa khóa xe này ban tổ chức họ đang giữ. Trong lúc mà đang nghỉ ngơi thì Di sẽ tận dụng cái thời gian này để quay cho các bạn xem. Đó, thì đây là cái màn hình MBUX, màn hình cảm ứng luôn. Và cái màn hình này rộng là 10.25 inch. Đó, rất là sắc nét luôn. Thì với cái màn hình này thì nó sẽ rất là giống trên chiếc xe Mercedes-Benz GLB 200. Đó, các bạn nếu mà các bạn đã xem cái GLB 200 thì các bạn sẽ biết cái này ha. Đó, về cái phần nội thất thì nó cũng sẽ không phải là quá rộng đâu các bạn. Nó thực sự nó không phải là quá rộng đâu, nó rất là vừa phải thôi. Tại vì đây là chiếc xe thể thao mà, một chiếc xe thể thao mà chúng ta muốn nó rộng hơn thì nó không còn là một chiếc xe thể thao nữa ha. Khu vực này là cái khu vực mà để chúng ta điều khiển cái máy lạnh nè. Đó, được thiết kế rất là gọn gàng luôn, cực kỳ đẹp ha. À, nó sẽ không giống như những cái mẫu xe thiết kế dòng C hay là dòng E hay là dòng S nữa. Đây là một thiết kế hầu như là riêng biệt luôn. À, ở đây thì chúng ta sẽ có một cái chỗ để chúng ta để cốc, để ly nè, để đồ ở đây ha. Kéo vào kéo ra nó rất là ok luôn. Và ở đây thì nó có một cái cổng dây sạc Type-C cũng như là để kết nối cái tính năng Apple CarPlay cho cái điện thoại ha. Mọi thuốc ở đây để ly. Còn cái khu vực này là cái khu vực mà chúng ta để điều khiển trung tâm nè các bạn. Dynamic là chế độ lái của xe ha. Nó cũng sẽ có những cái chế độ lái tương thích với cái chiếc xe này. Nào là chế độ lái Comfort, Sport, Sport cộng nè, và chế độ lái theo sở thích cá nhân. Đây là cái nút mà để chúng ta đậu xe tự động nè các bạn. Touchpad thì được điều khiển. Touchpad đây là cái thiết kế mới Touchpad ha. Với cái Touchpad này các bạn sẽ thấy là nó sẽ rộng hơn, cũng như là ở đây là thiết kế là mờ, cho nên chúng ta sẽ thấy là nó sẽ không để lại cái dấu bàn tay giống như là trên chiếc chassis. Hay trên chiếc chassis thì cái Touchpad này nó được thiết kế là nó bóng, cho nên là khi mà chúng ta sử dụng á thì chúng ta sẽ thấy là để lại cái dấu bàn tay thì nó sẽ không được đẹp mắt lắm. Thì ở đây những cái nút bấm này thì cũng giống như là những cái mẫu xe khác thôi các bạn. Đó, nhưng mà cách bố trí này nó hơi khác một chút xíu thôi, nhưng mà cơ bản nó cũng sẽ giống nhau thì Di cũng sẽ bỏ qua. Còn đây là một điều đặc biệt trên cái xe A35 AMG này các bạn, đây là cái tính năng lái M, là chế độ lái manual. Đó, thì với tính năng lái manual thì các bạn có thể là tự vào số ở phía sau vô lăng. Nè, các bạn sẽ thấy ở đây có dấu chặt cộng nè ha, để tăng số ha. Và đây là dấu trừ để chúng ta giảm số ha. Đó, thì những cái anh chị, những các bạn nào mà đam mê lái theo cái sở thích mà lái theo kiểu thể thao á, thì các bạn sẽ cực kỳ thích lái theo chế độ manual này, chế độ lái số tay. Ở đây thì sẽ có một cái cốp, cái cốp găng tay thì nó cũng sẽ nhỏ thôi các bạn, nó cũng vừa phải thôi, nó cũng không có to lắm ha. Chúng ta có thể để được giấy tờ này nọ thôi. À, một điều nữa các bạn, cái chỗ này nó sẽ nhỏ ha, nhỏ gọn để làm chi? Để cho cái ghế của chúng ta sẽ rộng rãi hơn, để cái người ngồi chúng ta sẽ thoải mái hơn thôi. Đó, thì thật sự đây là cái chi tiết chúng ta để đồ, chúng thật sự cũng không cần phải quá để đổ đồ quá nhiều đâu, mà chúng ta cần to, chỉ cần một cái cổng sạc điện thoại ở trong đây là đủ rồi, để chúng ta để cái điện thoại chúng ta sạc thôi là ok. Còn ở đây thì các bạn sẽ thấy là những cái chi tiết về đèn thì cũng giống như là bao cái dòng xe khác thôi. Đèn thì chúng ta đèn bên trong và đèn bên ngoài đều là bóng đèn LED hết rồi. Ok, và để Di đi ra phía sau cho các bạn xem nha. À, một điều nữa các bạn. Bàn đạp của chiếc xe A35 AMG này được bọc thép luôn. Ha. Đây là những cái bàn đạp mà dành cho những cái xe AMG rồi. Nếu mà cái xe này mà bọc nhựa ở đây thì nó không đúng là cái xe AMG đâu. À, nhưng mà Di cũng cho các bạn xem là để các bạn biết ha. Đây là cái hàng ghế sau nè. À, cái hàng ghế sau. À, một điều nữa các bạn, dây beo của chiếc xe A35 này là dây beo màu đỏ luôn nha. Đó, rất là thời trang và cực kỳ thể thao. À, một điều các bạn, rất là hay luôn. Khi mà Di ngồi vào cái ghế của chiếc xe A35 AMG này á, là Di cảm thấy nó rất là khác so với những cái dòng xe khác. À, cái ghế của chúng ta là mặc dù là cái ghế này nó không phải là được ngã nhiều quá đâu các bạn, nhưng mà khi mà chúng ta ngồi vào á, chúng ta cảm giác là cái người của chúng ta nó rất là dễ chịu luôn. Di biết rồi một điều là tại sao mà khi mà chúng ta ngồi vào chiếc xe này chúng ta sẽ thấy dễ chịu hơn, thì Di sẽ cho các bạn xem đây. Cái phần yên này được may là một cách là bằng phẳng, thì nó cảm giác giống như là khi chúng ta đang ngồi cái ghế sofa của chúng ta ở nhà. Đó, nó sẽ không làm ghế chủng nữa. Đó, thực sự cái ghế chủng á, thì mà chúng ta ngồi và chúng ta
thấy là nó cực kỳ thao, nhưng mà khi mà chúng ta ngồi vào nó sẽ không có một cái độ như thoải mái giống như là cái chiếc xe mà được thiết kế cái yên chúng ta nè, nằm ngang nè, thẳng nè các bạn thấy không? Đó, rất là đã luôn. Nói chung là về cái nội thất cũng như là cái ngoại thất của chiếc xe A35MG này thì Di cảm thấy là nó cực kỳ đã luôn. Đó, Di không thể nào chê được luôn cái gì hết các bạn. Nó quá tuyệt vời, bởi vì đây là một chiếc xe thực thụ, thể thao thực thụ dành cho giới trẻ. Và bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái phần động cơ của chiếc xe A35MG này nha. Và đây là động cơ của chiếc A35MG. Các bạn thấy không? Các bạn thấy cái động cơ này, nếu mà Di không nói thì các bạn sẽ thấy khác gì so với những cái động cơ của chiếc xe C hoặc là chiếc xe E hoặc là chiếc xe S. À, đây là một cái động cơ đặt ngang. À, đây là một cái động cơ đặt ngang các bạn nha. Các bạn thấy nè, máy đặt ngang nè. Đó, thấy không? Bởi vì đây là cái mẫu xe mà được vận động cái cầu trước là cầu trước là chính. Mặc dù xe của chúng ta là hai cầu tự động, nhưng cầu trước vẫn là cầu chính, cầu sau thì nó là cầu phụ. Khi mà chúng ta mà chạy trên những cái đoạn đường mà thật sự bằng phẳng ha, những cái đoạn đường mình với nó là đường trường đi, những cái đoạn đường mà thật là đẹp đi, thì hầu như là nó sẽ ngắt chuyển động ở cầu sau và chỉ chuyển động ở cầu trước thôi. Đó, và trong trường hợp khi mà những cái đoạn đường của chúng ta mà nó có những cái chỗ bằng phẳng hoặc là những cái chỗ nhấp nhô hoặc là những cái chỗ thay đổi như thế nào đó, thì tự động cái hệ thống vận động bốn bánh này nó sẽ điều chỉnh phân bố tỷ số truyền ở trước sau, nó sẽ liên tục luôn các bạn. Nó sẽ không cố định mà nó sẽ phân bố tỷ số truyền coi như là liên tục, coi như là biến thiên liên tục á. Đó, và một cái điều nữa, khi mà chúng ta phanh cái động cơ, và một cái điều nữa các bạn, khi mà chúng ta phanh cái chiếc xe này thì tự động hệ thống cầu sau sẽ được ngắt và chỉ có cầu trước thôi. Cho nên là hiệu quả phanh của chiếc xe A35MG này nó cũng sẽ tốt hơn. Đó, các bạn sẽ thấy nè. À, đây là cái turbo tăng áp kép nè các bạn. À, turbo tăng áp kép đây nè, nhìn rất là đã ha. Khi mà nhìn vào động cơ này thì chúng ta thấy là đây là một chiếc xe đua rồi. À, đây là cái logo của AMG ở đây. Đó, thì với cái chiếc xe A35AMG này thì Mercedes-Benz trang bị cho nó là động cơ và với cái động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz A35MG này thì Mercedes đã trang bị cho nó là cái động cơ 2.0 lít, công suất là lên tới 306 mã lực luôn các bạn, và có thể nói đây là cái động cơ mà 2.0 mạnh mẽ nhất trên thế giới hiện tại bây giờ. À, đặc biệt một điều đó các bạn nha, động cơ 2.0 mạnh mẽ nhất trên thế giới chỉ với 2.0 lít thôi nhưng mà công suất đã lên tới 306 mã lực, quá tuyệt vời cho cái động cơ của A35MG này. À, và một cái điều nữa các bạn, tại sao mà các bạn sẽ thấy ở trên đây nó sẽ không có những cái tấm cách nhiệt và cách âm nè. À, các bạn sẽ thấy không? Bởi vì đây là một cái chiếc xe thể thao, cho nên là Mercedes-Benz muốn là cho cái tiếng ồn của động cơ đưa ra nhiều hơn bên ngoài, cũng như là nó sẽ vọng vào bên trong của cabin nó nhiều hơn một xíu, để mà tăng thêm cái tính cái thể thao của chiếc xe, cũng như là tạo thêm cái sự phấn khích của cái người lái. À, quá tuyệt vời luôn. Và các bạn biết không, động cơ này tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ mất là 4,8 giây thôi các bạn. Có nghĩa là khi mà chúng ta điểm 1, 2, 3, 4 thôi là động cơ của chúng ta, chiếc xe của chúng ta đã tăng tốc từ 0 đến 100 km/h rồi. Quá tuyệt vời luôn. Vừa rồi thì Di cũng đã cho các bạn xem thật là kỹ cái nội thất bên trong cũng như là cái ngoại thất bên ngoài của chiếc xe Mercedes-Benz AMG A35. Thì cũng rất là may các bạn, Di vừa quay xong cái chiếc xe thì cái máy của Di nó cũng hết pin luôn, và bây giờ Di mới sạc lại một chút xíu để mà kết thúc video này. Đó, nếu mà các bạn và các anh chị nào mà đang thích cái chiếc xe A35MG này á, thì các anh chị hãy gọi cho Di càng sớm càng tốt đi. Tại vì là với cái xe A35MG này á, thật sự là với số lượng cực kỳ ít luôn, và không phải lúc nào mà chúng ta mong muốn là chúng ta có thể mua được đâu. Đó, thì một năm bên Di về số lượng cực kỳ ít, nói chung là đếm trên đầu ngón tay thôi. Cho nên là các bạn, các anh chị nào mà thích thì đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Nếu các bạn thấy clip của mình hay, đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.